phương. Chúng mình cùng quan sát nhé. Có 37 khối lập phương. Có 25 khối lập phương. Cộng 7 khối lập phương và 5 khối lập phương không rời. 30 với 20 được 50. Thêm 10 được 60. Vậy bài vậy là chúng ta có thể dễ dàng tìm được kết quả của phép cộng 37 cộng 25 bằng cách được 50. Sử dụng các đồ dùng trực quan như que tính và bạn robot đã thu gom được bao nhiêu cục pin chưa? Được 50. Thêm đúng rồi, cô cảm ơn.